Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Sen Đá của Tâm. Hôm nay nhân dịp mình đi Đà Lạt thì mình sẽ lại dẫn các bạn đến với một quán cà phê mà lúc trước mình đã quay cho mọi người xem rồi. Thì năm nay mọi người cùng theo chân Tâm để xem là quán cà phê Vườn Sen Coffee của anh Bằng thì sẽ đổi mới như thế nào trong năm nay nha.
Nếu bạn là một người đam mê sen đá và yêu thích những loại cây mọng nước thì đây sẽ là một địa chỉ không thể bỏ qua khi mà chúng ta đến với Đà Lạt. Vừa có thể tận hưởng những ly cà phê và còn có thể ngắm những cây sen đá tuyệt vời nữa. Ở đây thì có một số cây mà anh ấy vẫn bán cho mọi người, cho nên nếu các bạn thích thì vẫn có thể mua được một số những cây sen đá rất là đẹp ở đây nha. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều, hẹn gặp lại mọi người trong clip sau nha.